mình là Việt Nam mình phải không anh Vũ? Như Minh Sơn mình là người Việt Nam ở Hồng Đất. Rồi lý do tại sao mà Minh Sơn không cứ về Việt Nam anh chú? Thì tôi nói rồi đó, tại vì là tất cả các con đều là còn là kêu là tà đạo, rồi không nhìn ra. Nhưng mà đến đây cái nhiệm màu tới bắt rồi mới nhìn ra. Chứ nhà nước mà bao nhiêu năm nay cũng mời, Minh Sư năm nào cũng mời. Những tai ương là lúc nào Minh Sư có thông báo lên đài á. Thì lên đài đương nhiên là đất nước mình cũng biết rồi. Trên trang mạng Tràng Giang Đại Hải lúc nào cũng có. Nhưng có mời về thiệt luôn, tại vì tôi có thường đi đó, tôi thấy những có lá thơ có mời thiệt. Chứ là không có. Thành ra là tôi mới là khẳng định và tôi mới dám nói chứ. Chứ mà kiểu mà lơ khơi thì sao dám nói. Cái đó thật, bây giờ chỉ còn nhất là bên Hòa Hảo mình đọc kỹ, nhìn kỹ thì bắt đầu nó sẽ mình thiền định, rồi bắt đầu mình mở chữ Huệ lên là nó hực hở lên liền. Bây giờ những văn viên bây giờ chừng nào mới nhìn chưa, nó nói toàn tà đạo. Mới đây mấy cái lễ liếc cố đây mà gặp mấy ổng đây, mà mấy ổng còn gặp tôi là mấy ổng bắt đầu mấy ổng nói rồi. Nhưng mà chạy đi từ từ rồi tôi nói tới đây vậy đó là nó hực liền chứ. Nó không giống như chần chờ là bao lâu nay đã nói. Thì vậy đó là bắt đầu để ý coi. Giờ ngoài ra chuyện đó còn có chuyện gì nữa không ơi chú ba? Thì đó bây giờ từ từ đi, mình để cho ví dụ ai có hỏi vấn đề gì đó thì mấy huynh đệ những cái list này lên mấy huynh đệ theo dõi hỏi những cái câu nào đó thì tôi trả lời nha, nó êm hơn. Theo mình cũng nghe cái thông tin như thế này nè, là nói là bổn đạo mình á, là tại vì bổn đạo mình quá trời tham tiền quá, chừng nào mà bổn đạo mà hết tham tiền cũng bụng su ma mới về. Có phải không chú? Thì cái đó thì nó cũng đúng, thì từ cái ham tiền đó đó, rồi từ cái danh cái lợi cái tình đó thì nó đúng đó. Thì chứ không sai, nhưng mà nhất cái những cái nghiệp chướng của đất nước của mình hiện giờ là Minh Sư sợ về vấn đề cái du di mà kiểu đi ra đi vô, mà bây giờ mấy huynh đệ mình là mà kiểu mà cái nhóm du di rồi đi ra đi vô rồi nói chuyện là muốn men này kia rồi đó, thì Minh Sư mình đang cái đó là sợ cái đó nhất. Mà cái đó nó xong rồi bắt đầu nhiệm màu người ta lẹ lắm, tại vì ma dương nó đem lực lượng ánh sáng này rồi rút hết rồi, trong vô hình rút hết, chỉ còn cái số mà nó mượn ra được vô đó, thì cái đó đó là nó hiện giờ nó đi ra vô mình, nó không chịu đi. Thì chừng nào là mình đóng lại là bắt đầu nó không có còn cái chỗ ở nữa, là bắt đầu nó mới phục tầm, nó đi về, nó cứ gọi là về mặt trăng. Thì cái nói cái đó gì cũng đúng, tại nó nằm cái danh cái lợi cái tình đó, thì đương nhiên là cái nghiệp chiến mới còn. Chừng nào con người mình nó trở về giống như ba nói vậy đó, lấy tình thương xóa ân thù, rồi là cái tâm mình lúc nào mình cũng phải chia sẻ chia sớt như tất cả như mọi người, mình không có bo ích kỷ hẹp hòi á. Thì như là của đại nói đó, thì nó cũng nằm trong đó, cũng là giống như là cái đang Minh Sư đang sợ về vấn đề là đi ra đi vô đó, thì cái đó là đúng đó. Còn gì nữa không? Thì tôi thì cái tôi trả lời thì gốc gãn lắm chứ không, tại vì người thực hành chứ không phải là người học lý thuyết. Học lý thuyết bắt tầm chỗ này chỗ kia rồi ra một câu á, gặp như câu thì ông hỏi câu bao nhiêu của huynh đệ mình là quất cho mày cỡ nửa lít tới lít á, lúc nào cũng vậy dí ra rồi mới trả lời. Nhưng mà tôi chỉ trả lời ngang trả lời xong chứ không có kiểu vòng vo đâu, tại người thực hành mình cầm đủ bói rồi đó, là tôi nói 12 ngày đêm thật luôn đó. Thì đó vậy đó. Cũng nghe nói là lúc trước, thời gian trước là chú ba có xuất gia ở trong chiêu phải không chú anh? Có chơi xuất gia là rồi là sao mới gặp ra được, gặp Minh Sư xong rồi xuất gia thiền định rồi mới xuất gia sao mới gặp cha Kiều Hoa Tá về đó, bắt đầu thanh lập rồi nhịn ăn, bắt đầu là mới mở quan thể mới biết mình là ai. Rồi bắt đầu ổng cũng phân định kêu bằng định ngôi phân thứ đó, thì cũng cho mình biết mình là ai, cái thiên vụ để làm gì có hết đó chứ không có thì sao mà biết cái con đường mình đi.
nó giống như là như bao nhiêu người ta cũng nói là du di điển quang ai cũng biết, nhưng mà nó hai loại Phật ma, ma Phật mới ra giới tượng, nó nằm hai bề vậy đó. Nhưng mà trở về bề chánh đó là gặp minh sư, hoặc là gặp bên kiền viên tá, đó là có pháp rồi bắt đầu trở về chánh đó. Hoặc là mình không gặp rồi mới kêu là với những cái đài là dạy là Nam Mô Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Chí Tôn Đại Thiên Tôn đó, thì dạy vậy đó là mình sẽ trở về cũng bình thường, cũng được hết. Cũng có người nói là chú ba đang tu tập ở Campuchia, mà nhân vì hoàn cảnh gia đình vợ con rồi chú ba mới trở về Việt Nam. Không phải, tại vì là mình biết cái thiên vụ của mình, tại lúc mình biết là như bây giờ tất cả cái bên minh sư đâu phải ai hiểu về cây lúa thiên đàng rồi bắt đầu để mà làm ra cái thiên vụ đâu. Thì cái trong cuộc này đó là sự sắp xếp, mà mình thấy cái sự sắp xếp là mình thấy rõ ràng rồi mình mới làm cái thiên vụ, mình mới câu thông với cha mẹ mình mới dạy được, rồi bắt đầu là mình mới hiểu được. Chứ cái vấn đề vợ con là từ hồi mình tu về đâu dính líu đâu, mình không có bận biểu gì con hay bận biểu gia đình. Nếu mà tôi bận biểu mà dù mình làm ăn mà thất bát hay gì đó mình làm lại cũng được bình thường, nhưng mà tại vì mình đã nghe đọc giáo lý rồi thầy mới kêu là xả thân tâm đạo một mấy cuộc đời, cái đoạn đó thì là mình học vào rồi bắt đầu mình cắt tới, bắt đầu mình lo công việc tới là mới mở được như gì, rồi mới biết được cái thiên vụ như thế nào mình mới làm được. Chứ đâu phải vì cái vợ con mà mình phải quay trở lại, không phải vậy. Tôi không phải vậy, nhưng tôi biết cái thiên vụ phải làm cái này. Chứ giờ vô xuất gia rồi cái này ai làm? Tại vì bổn phận của mình là sứ mạng của vua Thần Nông, sứ mạng của đình Tây, mình đã biết rồi là phải làm cái thiên vụ để đó, để cho tất cả đây là ra cả thế giới rồi nó mới gây cuộc hòa bình cho dân quốc chư bang rồi nó mới trường sanh bất tử. Chứ đâu phải mà tôi qua bển xuất gia rồi phải dính líu vợ con mà về lo việc đó, không có đâu. Có người hỏi là chú ba Campuchia học một thời gian mà chưa đủ lực mà về Việt Nam muốn gồng muốn có không chú ba? Là như nó tại là vì như vậy, bởi vì tôi mới nói cái đoạn này tôi cũng có nói rồi đó. Tôi nói cái người á, ví dụ mà tu không đạt nha, nhưng mà có đức tin với minh sư à, cây lúa thiên đàng của ta làm lực lượng ánh sáng của càn khôn vũ trụ vào đây 500 năm khiêm nhường cho 900 năm, thì cái lực lượng này nó so dịu được nghiệp chướng cho chúng sanh. Thì bây giờ tôi có nói là cha mình là một cái công ty lớn, mình là một người đại lý, thì mình đi bỏ hàng cái này kia là bỏ hàng, là nếu mình đi bỏ được nhiều thì mình được là gì, lợi tiền nhiều. Tại giống như tôi cũng có nói đó, trái bom người ta chế trái bom, mình sẽ lấy trái bom đi là bắn vật liệu mình kia thì nó phải nổ thôi. Thì cái người có đức tin đó là nó đạt hết, chứ không phải là riêng gì phải tu phải đạt trí huệ. Đạt trí huệ là một lẽ, nhưng mà cái đức tin đó, cái đức tin của mình đó là nó mới cao. Thì cái đức tin lúc nào mình cũng tin trời, cái cha mẹ mình lòng vào đây rồi yêu cầu mình đem lại đó, rồi bắt đầu lần lần từ cái đức tin này với từ cái lực lượng mà minh sư đã đưa vào lòng vào cái lúa đó, thì bắt đầu nó hợp với nhau thì càng ngày nó càng lan rộng ra. Nhưng mà bây giờ mình nói à, lan rộng mình nói là cái lúa này nó dân dân gì người ta đâu biết đâu, du duyên người ta có biết cái gì vấn đề đó, thấy không? Nói cây lúa thiên đàng này là nó nằm ở bên Thái hay bên Campuchia chú? Cái chánh tâm là thỉnh bên Campuchia chứ không phải bên Thái. Nhưng mà cái giống này lúc trước hình như là nghe nói là minh sư là một cái làng đó, người ta trồng ở bên miền Bắc cực, ở miền Bắc miền Nam gì của bên Thái Lan á, thì sư phụ vô đó mới hoàng vô đó mới vô cái bộ tộc đó đó, rồi cũng như hoàng pháp trong đó vậy đó. Rồi lúc về đó là có tặng cho sư phụ đó một ít gì đó, rồi mới đem về cam trồng đó, rồi bắt đầu mới đem về Việt Nam. Thì đó là nghe nói gì, nhưng mà lúc tư thỉnh á, tư thỉnh ở Campuchia chứ không phải bên Thái. Và cái biệt danh đó là cái gốc xứ đó là ở bên Thái hả? Thì hôm đó thì có nghe nói là bên Thái, bên của cái bộ tộc đó là hình như là cũng lâu đời lắm, người ta không có đưa cái này ra qua ra bên ngoài,
chỉ có tặng cho minh sư là một ít gì đó thì mới minh sư mới mang gì đó. Thường cái lúa thịt đàn này là mấy tháng mới thu hoạch chú ơi? Thì hôm cũng có nói đó là cũng khoảng 105 ngày, giống như mấy cái loại mà 3 tháng mấy ngày mình như là cũng ngang với ngách tới 25 rồi đó. Theo mình cũng có tham khảo là cây giống thịt đàn này của Thái, chính tông là của Thái, mà nhìn 6 tháng mới đạt được. Đâu, 6 tháng mới thu hoạch. 6 tháng của Thái là nó nhiều loại lắm, nó cái loại nó bệnh có cái loại như lúa mùa vậy, nó cấy xuống cái dạng nó cao vậy nè. Thì cái loại đó nó giống như lúa mùa mình ngày xưa. Cái giống này nó giống như cũng giống như thần năm của mình vậy thôi, chứ không phải cái loại đó. Ở bên Thái bên Cam nó cũng có mấy loại, như bên mình Việt Nam mình cũng có mấy loại. Việt Nam mình đó là cái lúa mùa của đại cái gì vì bên chơi gạo nó trồng đó, nó nhiều giống đó, đó là nó cũng là nằm cũng 6 tháng, ta tháng 5 tháng 6 cái rồi tới tháng chạp ta thu hoạch đó. Thì bên Thái nó cũng vẫn có giống đó, mình cũng vẫn có đó. Nhưng đặc biệt giống này nó cũng trăm ngày trăm ngày này. Mà giống lúa thiên đàn đó là nó không có bằng giống lúa của mình, bởi vì nó không có trúng. Không có. Tại vì là tôi làm muốn để làm nguyên thủy cho mọi người thấy sau này nó sẽ như vậy đó. Nhưng mà trồng nó mà xịt bình thường nó trúng dữ lắm. Nó là ra một tấn mấy à. Rồi tại vì tôi làm để giữ cái nguyên thủy của nó là không phân thuốc. Đúng ra là nó phải vậy. Nguyên thủy là đúng là kiểm thái là không phân thuốc luôn. Công chi như vậy đó. Nhưng mà kế đây đó là nó sẽ không phân thuốc. Kế đây đó là tôi nói rồi là bước qua năm rồi tới năm tới nữa là bắt đầu rồi là không phân thuốc luôn. Mình cấy xuống rồi đó là sau này đó là cái lực lượng ánh sáng này nó sẽ rút đi những cái muôn loài vạn vật và lá có cây, tôi nói hoài đó, rồi di thửng cũng hết. Thì cấy xuống một lần giống như cây cỏ vậy, cái xuống nữa cắt cái tự nó lên, rồi cắt tự nó lên mãi vài một năm mình có thể ăn 4 lần luôn đó. Sau này bởi vì tại sao đó là cái những cái mẫu của mấy người mà đọc kinh mẫu gặp gì đó, như bữa mình vô bọc lúa người ta cũng đọc đó, sau này là không có đói nữa, là vua thần nông sẽ là có một cái nhiệm màu để lo về cái lúa đó, mấy bà đọc đó, cái đó là tôi không thuộc. Tại vì đó, mỗi người đó, nó có một cái căn duyên hiểu biết, nhưng mà đến chừng nó vua thần nông người ta tự ngộ người ta đến. Như nhắc đi trên chiến tàu mình rất cũng rất là nhiều người hiểu về vua thần nông đó. Như mình có lên cái list là vô chậu mấy bà có đọc cái câu của vua thần nông đó. Mấy câu vừa nông đó là nằm trong cái sách của ai? Của mẫu, nghe mấy bạn của mẫu chứ tôi đâu có gành vấn đề đó. Chú bà biết đọc không? Không, tôi không có biết vấn đề đó. Tôi chỉ biết trong cái cuốn của Đức Huỳnh Giáo Chủ ta là cư sĩ Canh Điền thôi. Hoặc là nói chiều lại đó, mai dân trần sắp dướng bình trời từ đây lửa ba về núi đó. Thì chỉ cuốn giáo lý của thầy tôi học thôi, nhưng đến chừng nghe minh sư nói đem về có lợi lạc cho đất nước lắm, rồi tôi nhất tâm về tôi làm bởi vì nhanh lắm, nhân rất là nhanh, chứ không ai nhân mà dám bảo đảm từ ngàn đại giờ không nhà khoa học này nhân nhanh bằng. Hỏi dân công cho người ta có 1 ký rồi lên 2 ký 3 ký rồi lên 6 7 ký là 7 ký trở lại bởi vì nhanh lắm. Thấy mình làm không biết người dân làm như là 15 20 ký, có người là 20 mấy ký. Bởi vì là mình nhân nó mới lẻ, lẻ là nhanh lắm. Mình nhân giống như bao nhiêu năm là mới đủ cung cấp cho nước Việt Nam bình thường chú ơi? Thì đó thì 2018 qua tới 2020 là nó hực hở lên, đó là bao nhiêu ngàn tấn, dữ lắm luôn. Đó mới là bỏ rồi bắt đầu mới xuất cho Trung Quốc là năm 84 ngàn tấn mà lộn vô với thằng 504 đó. Thì giá rẻ mới sức cho Trung Quốc vào tháng 7, 6 tháng 7 gì của năm 2020 ngay cái bệnh dịch mà bùng phát lên của Trung Quốc. Không bao giờ phía nghĩ được. Giờ nó thì chọn giảm thì chúng ta. Chứ giờ hình như mà một giờ. Giờ một giờ phía. Một giờ thôi. Thôi giờ mới chọn giả đi chú ơi. Đây cũng sẵn cái dịp hồi nãy dắt chúng rồi mấy ông này ông chọc cũng đang ngủ rồi dắt chúng rồi mấy ông chọc lên rồi nói luôn thì thôi vậy đó, cũng có một cái vấn đề đấy
cho huynh đệ, rồi mình cũng lên cái list này cũng chúc tất cả huynh đệ của Hòa Hảo mình với tất cả trong và ngoài nước xem, rồi cũng lan tỏa ra từ từ đi, rồi tôi còn bộc lộ còn nhiều cái vấn đề trường sanh bất tử lắm, nhưng mà giờ là từ từ, tôi có nói từ từ là bắt đầu nó nhiệm màu tới. Rồi xin chào đồng bào trong những ngày nữa.